Tôi thà đến một nơi nào đó của Việt Nam như bãi biển còn hơn đến Tokyo. Tôi thích Việt Nam hơn Tokyo 1000%. Đối với tôi, Tokyo giống như một nơi để đến thăm và tôi thề là Việt Nam giống như nhà của tôi vậy. Đó là một số nhận định của chàng trai người Mỹ tên Ashu đã chia sẻ trong video mang tên 10 lý do tại sao Việt Nam tốt hơn Tokyo. Trong video này, Ashu chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình về chuyến đi thứ hai đến Tokyo và so sánh với cuộc sống tại một số thành phố ở Việt Nam của anh. Anh nhấn mạnh rằng, dù đã từng đến Tokyo trước đó và có những trải nghiệm tích cực, nhưng lần này anh cảm thấy Việt Nam tốt hơn nhiều so với Tokyo. Sau khi xem hết video này, thì Cơm Camera sẽ tóm tắt lại 8 lý do chính, vì một số lý do mà Shu đưa ra có vẻ trùng lặp. Vì vậy, chúng ta hãy cùng lắng nghe những lý do khiến Shu cảm thấy Việt Nam tốt hơn Tokyo nhé! Thứ nhất là sự thư thái và môi trường sống. Shu chia sẻ, cộng đồng tại Việt Nam rất mạnh mẽ, mọi người sẵn sàng hỗ trợ nhau và tạo ra một môi trường hòa nhập, điều mà ở Tokyo thì không dễ dàng như vậy. Tokyo là một thành phố nhanh nhẹn, có trật tự và hiệu quả cao. Người dân Tokyo đi bộ hàng loạt, tuân thủ quy tắc và ít tương tác với người lạ. Trong khi ở Mỹ, nơi tôi lớn lên, sự gần gũi và giao tiếp với người lạ là điều thường xuyên. Tôi tôn trọng văn hóa Nhật Bản, nhưng tôi cho rằng điều đó không phù hợp với mình, vì tôi yêu thích việc nói chuyện với người lạ và cảm thấy thoải mái khi có thể kết bạn qua các cuộc trò chuyện. Ngược lại, Việt Nam mang lại cảm giác thư thái, thoải mái. Lần đầu tiên đến Việt Nam, bạn sẽ thấy những chiếc xe máy và giao thông hỗn loạn. Nhưng dần dần, bạn sẽ thấy yêu việc lái xe. Người dân Việt Nam thư giãn, họ đi dép thay vì đi giày. Thậm chí họ còn ngủ trên xe máy giữa đường, là điều không thể tưởng tượng được ở Tokyo. Tôi thấy rằng văn hóa tại Việt Nam thân thiện và cởi mở hơn Tokyo. Người Việt Nam dễ dàng tiếp cận và giao tiếp với người lạ, làm tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà. Ở Việt Nam, sự hiếu khách rất cao. Ngược lại, ở Tokyo, nếu bạn không quen biết người đó, họ sẽ không có hứng thú giao tiếp. Thứ hai là an ninh và bảo vệ. Một điểm đặc biệt nữa là an ninh và bảo vệ. Ở Việt Nam, nhiều cửa hàng có bảo vệ, nhưng các bảo vệ ở Việt Nam thường rất thân thiện và thư giãn. Họ không nghiêm khắc như ở Tokyo. Điều này tạo nên một môi trường an toàn nhưng vẫn thoải mái cho người dân và du khách. Thứ ba là chi phí sinh hoạt. Một trong những lý do chính khiến tôi ưa thích Việt Nam hơn Tokyo là chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể. Về giá cả thực phẩm và nhà ở giữa hai địa điểm, tôi thấy rằng ở Việt Nam, bạn có thể sống tiện nghi với chi phí thấp hơn nhiều so với Tokyo. Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam hoàn toàn khác biệt. Ở Tokyo, một bữa ăn có thể lên tới 4 đô hoặc 5 đô, trong khi ở đây chỉ khoảng 1,5 đô đến 1,8 đô. Nhà ở cũng rẻ hơn nhiều. Với 1.000 đô, tôi có thể thuê một căn hộ rộng rãi, có hồ bơi và phòng gym. Ở Tokyo, cùng với số tiền đó, bạn chỉ có thể thuê một không gian sống nhỏ hơn và ít tiện nghi hơn. Thứ tư là giao thông. Tại Việt Nam, việc gọi xe máy hoặc taxi với chi phí thấp và nhanh chóng hơn so với Tokyo chỉ tốn khoảng 2 đô la cho một chuyến đi dài 25 phút. Ở Tokyo, hệ thống tàu điện ngầm tiện lợi, nhưng chi phí cao và thời gian chờ đợi cũng lâu hơn. Thứ năm là khí hậu và thời tiết. Thời tiết ở Tokyo trong chuyến đi lần này rất nóng, khiến tôi cảm thấy khó chịu, trong khi khí hậu tại Việt Nam mát mẻ và dễ chịu hơn. Mùa hè ở Tokyo năm nay là mùa hè nóng nhất mà tôi từng trải qua. Trong khi đó, thời tiết ở Việt Nam rất dễ chịu, giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn khi di chuyển và sinh sống. Thứ sáu là về ẩm thực và sự khác biệt trong phong cách ẩm thực giữa hai quốc gia. Thực phẩm đường phố ở Tokyo thường trang trọng hơn, giống như các quầy hàng thực phẩm trên xe tải. Trong khi ở Việt Nam, đồ ăn đường phố có vẻ tự phát hơn, giống như món ăn gia đình. Tôi cảm nhận rằng ở Việt Nam, nguyên liệu thực phẩm thường tươi mới, với các loại rau thơm, hành ớt luôn được sử dụng trực tiếp. Các nhà hàng Việt Nam có phong cách phục vụ không chính thức, trong khi ở Tokyo nổi tiếng với các nhà hàng sao Michelin, thể hiện sự trang trọng và tinh tế hơn trong trải nghiệm ăn uống. Thứ bảy là khả năng sử dụng tiếng Anh của người dân. Ở Nhật Bản, tôi gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt là tại các cửa hàng tiện lợi. Trong khi ở Việt Nam, nhiều người có khả năng nói tiếng Anh đủ tốt để giúp tôi dễ dàng hơn trong việc hỏi đường hoặc thực hiện các giao dịch hàng ngày. Tôi nghĩ rào cản ngôn ngữ ở Việt Nam thấp hơn so với Nhật Bản. Điều này giúp tôi dễ dàng hòa nhập hơn trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, việc không cần phải học các ký tự tượng hình như tiếng Nhật cũng là một lợi thế đối với tôi khi sống tại Việt Nam. Thứ 8. Các mối quan hệ xã hội và tình bạn phát triển ở hai quốc gia. Ở Tokyo, tôi nhận thấy sự khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ thân thiết với người dân địa phương. Các mối quan hệ mà tôi tạo dựng được chủ yếu với những người nước ngoài khác, và tôi cảm thấy không có sự kết nối sâu sắc với người Nhật. Ngược lại, tại Việt Nam, mọi người dễ tiếp cận và thân thiện hơn,
và tôi đã tạo dựng được những mối quan hệ chân thật và lâu dài. Ở Việt Nam, tôi cảm thấy mình thực sự được chấp nhận và có thể là chính mình. Trong khi ở Tokyo, tôi cần phải kiềm chế và điều chỉnh bản thân để phù hợp với môi trường. Cuối cùng, Shu kết luận rằng, dù Tokyo là thành phố tuyệt vời, nhưng Việt Nam mới thực sự là nơi mà anh cảm thấy như ở nhà. Anh yêu thích cuộc sống ở đây, từ môi trường cho đến con người. Và điều này khiến anh đã tự hỏi, liệu có quốc gia Đông Nam Á nào khác có thể vượt qua trải nghiệm tuyệt vời mà anh đang có tại Việt Nam? Đó là những cảm nhận cá nhân của chàng trai người Mỹ này. Tuy nhiên, dân mạng quốc tế khác có đồng tình với những ý kiến mà anh chàng này đưa ra hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần bình luận nhé! Tôi có thể cảm nhận được tinh thần nhân đạo và cộng đồng ở Việt Nam. Nó gần gũi và giản dị như ở nhà. Và cũng không có gì gọi là phân biệt chủng tộc ở đây. Đây thực sự là một cảm giác khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Tôi hoàn toàn đồng ý với mọi điều bạn nói. Tôi đồng ý với anh bạn. Tôi đã đi du lịch đến Tokyo và Việt Nam vào năm ngoái. Tôi thích sự thoải mái của Việt Nam và năng lượng chung ở đây. Người dân ở đây khá cởi mở. Tokyo cũng có nhiều điểm đáng yêu. Nhưng đó là một bầu không khí khác. Anh nói đúng là cái nóng của Tokyo vào mùa hè khắc nghiệt hơn nhiều người nghĩ. Đã sống ở Việt Nam 7 năm, đây chắc chắn là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới. Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng là những nơi đáng ghé thăm. Tuy nhiên Nha Trang là nhà, nơi đây có ít khách du lịch hơn. Tôi đã ở Nhật Bản và Việt Nam vào tháng 4. Nhật Bản là một đất nước du lịch, Việt Nam là một đất nước nghỉ dưỡng. Tôi đang có kế hoạch trở lại Việt Nam vào năm sau. Bây giờ tôi đang ở Nhật Bản. Việt Nam tràn đầy năng lượng và là nơi tuyệt vời để thư giãn. Nhật Bản không có bầu không khí như vậy. Nhưng bên ngoài thành phố, nơi đó sạch sẽ và yên tĩnh, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Tokyo có thể nóng hơn vì đây là một khu rừng bê tông. Nhưng thực tế, Nhật Bản có tỷ lệ diện tích rừng cao hơn so với diện tích đất của họ. Anh bạn, anh không thể thực sự so sánh một quốc gia với một thành phố như vậy. Nhưng để thảo luận, vâng, tôi thích thành phố Hồ Chí Minh hơn so với Tokyo. Có lẽ không có nhiều nơi khác ở Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài Tokyo, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn và bạn đang tự đóng cửa lại với chính mình rất nhiều nếu bạn chưa khám phá ít nhất các thành phố khác như Osaka hoặc Fukuoka, nơi mọi người thân thiện và dễ tính hơn nhiều so với Tokyo. Giá cả rẻ hơn nhiều, nhưng vẫn giữ được sự lịch sự và trật tự tuyệt vời và đồ ăn tuyệt vời. Tôi không thể xếp Việt Nam cao hơn Nhật Bản. Tôi nhớ khi rời Tokyo đến Việt Nam, cái nóng ở Việt Nam làm tôi muốn chết. Nó chắc chắn nóng hơn nhiều so với ở Nhật Bản. Vấn đề bạn gặp phải trong chuyến thăm Nhật là Tokyo đang trải qua một mùa hè cực kỳ nóng bất thường. Ngay cả ở Okinawa bây giờ cũng nóng hơn bao giờ hết, khiến tôi cảm thấy như đang ở Philippines. Đối với tôi, Việt Nam có nhiều điều không hợp lý, như phải rửa tay ở bếp của nhà hàng, hoặc họ đẩy xe rác qua khi bạn đang ăn. Nhật Bản đắt đỏ hơn phần lớn châu Á, nhưng nó an toàn nhất và có tiêu chuẩn cao nhất về mọi thứ. Bạn sẽ không bao giờ bị người Nhật lừa ở Nhật Bản. Hãy nhớ điều đó và bạn sẽ ổn. Vận chuyển bằng xe máy rẻ hơn ở mọi quốc gia, nơi chúng là phương tiện di chuyển chính. Câu hỏi đặt ra là chúng an toàn như thế nào khi so sánh với các phương tiện di chuyển khác? Không chắc là tôi có thể mô tả nó tốt hơn không, nhưng tôi đồng ý với kết luận của bạn rằng tôi có thể đi du lịch ở Nhật Bản thường xuyên, nhưng không nghĩ mình có thể sống ở đó vì bản chất hạn chế của xã hội Nhật Bản. Ngoài ra, tôi đoán bạn đã tạo ra một cấu trúc xã hội cho mình ở Việt Nam giúp ích cho trải nghiệm chung. Nơi tốt nhất để nghỉ hưu là Việt Nam. 1.000 đến 1.200 đô la Mỹ mỗi tháng là cuộc sống siêu tốt. Trước hết, tiêu đề của video có lẽ nên là 10 lý do tại sao tôi thích Việt Nam hơn Nhật Bản. Suy cho cùng, không có cái nào tốt hơn cái nào, mà chỉ đơn giản là vấn đề sở thích cá nhân. Đối với tôi, mặc dù đã đi du lịch và thậm chí sống ở nhiều quốc gia Đông Nam Á trong 35 năm qua, cá nhân tôi vẫn thích sống ở Nhật Bản, Tokyo và chỉ đến thăm các quốc gia Đông Nam Á để nghỉ dưỡng. Trên thực tế, khi tôi sống ở Nhật Bản, tôi sẽ đi nghỉ dưỡng ở những nơi như Thái Lan, Bali hoặc Việt Nam hàng năm để trốn tránh cái lạnh của mùa đông. Tôi cũng phải nói rằng, 5 năm tôi sống ở Tokyo là một trong những năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Về cuộc sống xã hội ở Tokyo, tất cả những gì tôi có thể nói là tôi đã gặp gỡ và giao lưu với hàng trăm người và tôi đã hẹn hò với hơn 100 phụ nữ Nhật Bản. Có lẽ nhiều hơn tổng số phụ nữ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines mà tôi đã từng hẹn hò trong đời cộng lại. Dù sao thì so sánh Nhật Bản với Việt Nam cũng giống như so sánh một loại trái cây với một loại rau.
chứ không phải so sánh trái cây với trái cây hoặc so sánh rau với rau. Thông thường mọi người so sánh một quốc gia Đông Nam Á với một quốc gia khác, chẳng hạn như Việt Nam với Thái Lan, vì mọi người có xu hướng đến thăm những quốc gia này vì những lý do tương tự. Và khách du lịch hoặc người nước ngoài điển hình ở Nhật Bản rất khác so với những khách du lịch hoặc người nước ngoài điển hình ở Thái Lan hoặc Việt Nam. Tất nhiên, một ngoại lệ có lẽ là Singapore, vì mặc dù là một phần của Đông Nam Á, nhưng nó có thể so sánh với những nơi như Nhật Bản hơn là các quốc gia Đông Nam Á khác. Tùy thuộc vào mục đích của chuyến thăm, hệ thống đường sắt đó thật tuyệt vời. Bạn không cần ô tô ở Tokyo. Bạn nói đúng, mặc dù mọi người ở Nhật Bản chỉ quanh quẩn một chỗ. Nếu bạn muốn có mối quan hệ thì Việt Nam, Philippines hoặc Thái Lan là những lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ Tokyo rất tuyệt vời vì có nhiều địa điểm tuyệt vời để tham quan. Trời nóng và ẩm ở Tokyo. Tôi chưa bao giờ đến Tokyo hay Việt Nam. Tôi chỉ biết rằng nơi tôi đến từ Florida, tôi cảm thấy một số người lạnh lùng như băng. Thật tuyệt khi thấy người dân Việt Nam thoải mái. Trên đây là những ý kiến trái chiều của dân mạng quốc tế. Một số người đồng ý với anh chàng Shu, nhưng một số khác đánh giá Nhật Bản cao hơn Việt Nam về chất lượng cuộc sống. Mỗi quốc gia đều có những ưu nhược điểm riêng mà và không có quốc gia nào hoàn hảo. Còn các bạn đã đến thăm Nhật Bản chưa và cảm thấy như thế nào? Hãy comment bên dưới video này nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.